Rồi, chào anh em cô chú đã quay trở lại với phụ Tùng Thúy Hoa anh em cô chú ơi. Chiều tình làng với anh em cái clip số 238 của cái máy 2016 khá căng nè, máy này cũng còn khá đẹp anh em cô chú. Đây là quay chiếc này là chiếc quay ếch tâm 10 anh em, đợi mình bán được cái máy cái mình sẽ gả đưa cho bán bộ giấy với sườn áo lóc bánh rồi cho anh em cô chú liền. Cái nguyên cái máy này anh em nào tải cái lốc số lại bán rẻ cho anh em 2 triệu rưỡi thôi. Còn anh em nào lấy dên đầu lòng bù gông sinh cam đó mình bán cho anh em 2 triệu thôi. Nhanh gọn lẹ cho anh em cô chú, máy chưa rớt đầu, chưa chạm, nồi chưa chạm luôn anh em. Nổ garanti nó im thình thịch luôn. Quay sơ qua mấy cái đồ lẻ cho anh em cô chú coi cái nè. Mời anh em cô chú mình vô ly tài cái đi. Nên mình coi đồ lẻ cái với cái máy căng. Anh em thấy cái phuộc nó đẹp nón nào, nhìn ai biết nó lỗi không? Nhưng mà cái ti nó chớp miếng nè anh em thấy không? Nghe chỗ nó giống cái ngón tay tôi chỉ nè. Đó, nó có cái đường này đường cộng nhỏ cộng tóc này mà nó là cái dấu hiệu là chớp á, anh em mà gấp trong xe thắng gấp cái nó gãy ngang đây cái là cái răng đi trước cái mặt nửa tiếng hồ là nó đó. Nguy hiểm không, bỏ chứ đâu có bán mấy cái này anh em biết rồi, tôi là đãi kỵ cái vụ bán đồ lỗi từ ra nó sơ sót dữ lắm, mà lỗi là phải đền tiền ship cho anh em cô chú, đó là chân thành, đó là có thiệt này, tí xíu về sau bán mặc dù nó không xì dầu á, tên xe nó không xì luôn nhưng mà lỗi mình mà bỏ tiền ra mua mà ai chịu mua đồ lỗi bây giờ bao giờ, lỗi thì phải bán rẻ, phải khai thiệt, phải nói là lỗi anh em, bán khoảng nửa giá hay thấp hơn gì đó, còn người ta mua để đấu C1 thì nó đây. Vô quay cái máy 2016 cho anh em coi cái nón nào luôn nè anh em, cốt nhông nữa nè. Thấy cái cốt nhông này còn khá vip thì cái máy chắc không đến đổi nè, này, chất chì chất nhôm đồ mực mẹo nhà máy đâu còn hết. Quay vô cho anh em coi có cây cốt nhông dốt dốt nè anh em, dốt dốt ở đây mấy anh em xài tê cả ngỗng rồi. Này có bán rẻ anh em, cây này còn 90% nè anh em, 100.000 thôi anh em cô chú, cốt quay A 100.000. Còn cây này 150.000 nè anh em, chánh hãng nè. Có một số cốt quay nhỏ hết nha anh em cô chú, không có bán được nữa. Tại vì còn một hai cây để đổi mấy cái cốt quay A nè. Lấy cốt dài ra bán anh em, còn lấy cái cốt ngắn cho anh em vô quay nhỏ. Mà bây giờ hết cốt quay nhỏ, quay ngắn luôn rồi đi chứ. Nó số lượng nó có hạn dữ lắm. Đặt trong nhà máy còn mang ra. Mấy anh em ta làm trong ở đâu tôi họ biết đâu, trong đó họ 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 cò họ bán cho mình lần 5-10 cây không đủ hàng giao anh em ơi, thiếu rồi. Cái loại đó loại đúng là chánh hãng ấy, ngang một bên Trung Quốc một bên là hãng Honda nó mới đúng, còn mấy cái hàng biên hòa làm Honda Honda không có dán China vô, cái đó nó hàng đó là kêu bằng gì ta giả, nó thiếu gì sợ xài không chất lượng anh em, bán cho anh em từng này mà để ráp vô chạy giật giật cái nó gãy ngang cái còn gì là hệ thống, còn gì là uy tín nữa. Cái đây là cặp hộp anh em 2016 cực kỳ chất lượng luôn, chưa chạm, 550.000 thôi anh em, hữu nghị với anh em 600 mà giảm anh em 50 thôi, tiền ship rồi chơi. Cái này tầng này thì phân khúc này thì anh em cứ yên tâm về chỉ biết xài thôi, chưa chạm chưa rớ rẫm gì hết, đã test đã thử đã kiểm tra ứng dụng đâu đó ngon lành hết này. Còn cái gác chân máy này cũng vậy luôn nha anh em cô chú, chưa có công vên, chưa có hàng, chưa có gia cố gì hết. Của quay A, quay GS, quay ấy nó hay hơn quay nhỏ, cái nó hàng với cái đế này vô đây nè. Cho nên anh em dựng không khi nào mà nó bật lên đó, nó không có dảnh lên. Thấy không? Nó hay chỗ đó đó, zin nó hàng chứ không phải mình nha. Cây cốt của mà xe rim với quay nhỏ mình họ hàng ngoài này á, dựng lâu ngày nó bẹt lên. 250.000 thôi anh em. Cái cần thắng này với cái đũa thắng này nó đẹp nha anh em, lấy bùi nhùi chùi cái ra tại nó bẩn, nó chưa có vệ sinh nên chưa rửa. Cốt hết biết không? Cái cần thắng hết biết không? Gai sần nè. 150.000 anh em cô chú. Rồi có một bộ số rồi. Để giới thiệu anh em luôn, có một số anh em kêu quay bộ số đẹp cho anh em coi. Anh em cho tôi xin phép 2 phút không tới quay rất rẻ cái bộ số liền. Nhưng mấy cái này tôi không có quay đâu anh em ơi, nó mới tin như tâm bịch, quay câu like câu view với thả thính cho anh em mê chơi chứ làm đất gì đâu quay nè. Thấy không, nó nghe băng như cái đèn cầy, chưa chắc gì đồ mới trong hãng nó chuẩn hơn đồ này nữa, cho nên không có quay là vậy, quay là quay cái lỗi, quay cái hư
để cân nhắc giá cả anh em hợp lý anh em mua thôi, chứ còn mấy cái này không quay anh em cô chú, nó có gì đâu quay. Nè mấy cái này ba bộ số hư, con này chưa hư nữa, không quay luôn. Đây là cái vấn đề cho anh, cốt lõi là cái cho anh em xem nè, cốt nhông nè, bộ số này khẳng định với anh em là còn 70-80% nó lên chứ không dưới, cho anh em coi sọc xéo nè. Bộ này bộ đấu C1 tên tiệm xuống nha anh em, cho nên anh em thấy giá nó hơi căng, nhưng mà anh em kêu đồ whip thì có whip để phục vụ anh em cô chú. Mấy cái này bán ở trên YouTube thì anh em ta so bì giá cả lắm, ta nói mắc hơn những nơi khác, họ chỉ bì giá thôi nhưng mà họ không có bì đồ. Còn số anh em kêu quay đồ căng đấu C1 thì giá cả bì nhiêu bì cứ ghi, thì đây mới đưa xuống để phục vụ anh em. Như cái tái số 2 nè, bộ này tên tiệm bán 1,2 triệu anh em cô chú, đem xuống này giờ bán cho anh em cô chú nè, giá mềm thôi, 800 thôi anh em cô chú, cho anh em coi quay gì không có lỗi nha. Cốt có chữ luôn nè anh em, quan trọng là tái số 4 cho anh em coi. Cái sọc xéo nó về là không bao giờ nó hú anh em. Rồi bộ này 800 thôi anh em cô chú. Đó, rồi vô cái máy liền cái cho anh em coi cái coi cây cốt đạp với cây cốt số. Nó tắn cái nữa cây xui lắm, nó mới ở trong nó mới lỗi anh em. Đó anh em thấy cốt vô số ta không? Cỡ vậy đó, dốt dốt ở đây anh em ơi, khá khá thôi đó. Chưa giữ nó nghe cái máy này. Tầm tiền vừa xài nè anh em cô chú. Cái cốt đạp nè, thời gian 5 tháng phải đi theo nó chứ. 2016 không có năm, chứ nó là không có theo 5 tháng rồi, anh em thấy nó dày mà 5 tháng nào nó mà theo. 7-8 năm trời như tông bịch ra là 5 tháng phải đợi chờ nó theo rồi. Rồi cái này cái gì ta, cái bue. Thấy cái máy đẹp tôi nó rung động anh em ơi, quên mẹ cái kêu bằng cái món đồ này luôn, cái bue với cái co xăng này 200 nè. Thấy không, VIP không? Rung động giống như mà lần đầu hẹn người ấy các cha. Thấy cái đồ đẹp, cái bộ e mà tôi quên kêu bằng cái gì luôn nè, trời ơi nó chưa răng chưa rãng. 200.000 coi xăng bộ e. Rồi tạm ngưng tháo rớp rãng phục vụ anh em liền, cho anh em xem giá cả bên trong sao, cụ thể thế nào, đỉnh đạt cỡ nào anh em, tháo ra mới biết. Chứ nhìn ở ngoài thì thấy nó mướt. Rồi tháo củ đề khá đẹp anh em cô chú. Củ đề này nó kêu cái đít, để tôi vô mở tôi kiểm tra thang cái chưa chạm nè anh em. Để tôi vô mở tôi kiểm tra thang cái tôi sẽ báo giá anh em của mấy clip sau đi. Cái này nó kêu ét ét, không biết nó có mòn thang không, chưa có bảo đảm, chưa dám bán anh em. Quá wow, đã không? Bán lúa non hôm nay có 850, bộ này quá rẻ rồi. Chữ nghĩa mực mẹo nè. Bữa tôi nói anh em y không, xịt dầu vô cái nó tóc ba cái xét ra mới tinh nè, đâu có gì đâu. Mình mở cái nút tên này nè, cái mình phun cái bình dầu này nè, mình phun vô tổng, mình ngâm một đêm nay cái, đêm ngày qua nay cái bắt đầu cái nù lao mình lao lại. Thấy không, đâu có gì đâu. Nó kiểu như nó ám nhẹ chứ nó đâu có thiệt hại gì. Đâu có xét gì đâu. Dầu nó tóc ra thôi, người này là ở bên trong á. Bên trong cái hoa lăng này nè. 2016 nè, số 16, máy này hoàn toàn chưa chạm nè, anh em thấy nó tinh khiết ở trong cái ca tông không, sơn đề với cái mã số nó nè, mực nó nè. Rồi tháo liền mê rồi, vậy là có lý rồi anh em ơi, có 850.000 bộ lửa full nắp, quá rẻ, lúa non thiệt, tháo ra cái này nó chạm, cái này nó lỗi, không xứng đáng 850, tôi không bao giờ bán anh em, hứa danh dự anh em, chỉ có chân thành làm nên thương hiệu. Còn tháo ra mà nó hơn 850, vẫn tính tiền anh em 850. Vậy người ta mới tin tưởng, người ta dám mua lúa non, người ta dám mua trước. Không? Còn cái dây sơn này, anh em ơi, dây sơn này lo tơ mơ khả năng mới mốc nó lên giá nha anh em. Có 250 bao ship của Thái Lan chánh luôn, mít cao ma công. Của 102 mắt của quay nhỏ, xe rim phu chờ 1, xe Trung Quốc. Xe từ 2006 đổ về trước á. Còn 106 mắt đó là của phu chờ neo, phu chờ ít, phu chờ led.
đó, của cái dòng xe coi như là từ 2006 tới về sau, cũng là Thái Lan, cũng là Mít-ca Ma-công. Hàng này nó ngợp nha anh em. Hàng này là coi như chánh thái, nhưng mà lý do tôi mua được rẻ, tôi bán rẻ anh em, được lúc nào hay lúc nấy ăn. Chứ còn khả năng sau này nó tăng giá những là chuyện 280, 300 ngàn là chuyện bình thường anh em cô chú. Mỗi bộ bạc đạn cũng vậy, bạc đạn thì có 15 ngàn cái, đạn thì còn khá nhiều. Dù sao cũng cầm giá có thể đây tới Tết được. Chứ sau nữa nó lên thì không biết. Nó hãng bạc đạn Honda này xài ghê lắm anh em, nổi bánh sau không mà tôi bảo hành anh em 3 năm. Có rơ có hư là tôi tặng không anh em, còn bánh trước tôi không bảo đảm. Cái này cũng của Thái luôn mà không phải là hiệu Honda gì đó, Winagot gì đó, Winagroup. Đây là mới về được có 2 thùng nữa nè anh em, quay 125 đó là vô phu chờ neo, phu chờ ít đó. Đó là Mít-ca Ma-công nè, không có nhiều nữa đâu nha anh em cô chú, tranh thủ nó lên giờ nào là không biết được ha. Khả năng 280 bộ là 290 bộ là giá thị trường của nó. Và lúc này anh em ta đang xả ngợp á, tôi mua được rẻ, tôi phục vụ rẻ cho anh em cô chú. Còn bạc đạn thì đủ sức, bạc đạn thì coi như được, bạc đạn thì đây tới cỡ chừng hết tháng 11 âm lịch á, thì được. Còn sau nữa thì không biết. Như cốt nhông ngắn nè, tôi nói anh em y không? Anh em không chịu chốt bây giờ, anh mấy anh em mua sao giờ thông cảm giùm em, không có hàng đặt lâu lắm nó mới có nữa. Rồi tháo tiếp anh em ơi. Rồi 2016 mà tháo được khúc anh em cô chú ơi. Đợt này cũng may mắn anh em cô chú, may mắn anh em họ đưa mấy chiếc xe coi như họ tầm mền nhiều hơn chạy. Nên bê tông anh em thấy nó tắn tươi mà sọc ngang của nó, để hơi soi kỹ cho anh em cô chú coi. Coi sọc ngang nó kìa. Đó, vậy là chịu nổi không? Hết biết anh em ơi. Chút xíu nó đi rồi soi kỹ anh em cô chú. Hơn túng mấy xe khá khá anh em, xe khá khá vậy bán đồ uy tín lắm. Anh em làm kênh YouTube nào bán đồ họ cũng mong muốn mình bán được giá rẻ, mong muốn mình bán đồ cho nó đẹp, phục vụ anh em cô chú lâu dài. Rồi chưa chạm anh em. Anh em cô chú coi cái nhông hú, nhông mang là xe này cái nhông còn đẹp anh em cô chú. Xe này chưa hú anh em, nồi này không hú. Quá tươi anh em ơi. Tết 2016 nè anh em. Rất khá đẹp nè. Rồi tháo ra liền, báo giá liền cho anh em xem cho nó nóng nè. Rồi máy 2016 tháo xong anh em cô chú ơi. Vô vấn đề liền cho nó nóng anh em. Dên nè. Số nồi có bộ nồi đẹp anh em, khá mướt, nó còn khá khá, nói chung là đỡ lắm anh em cô chú. Anh em cô chú xem thử cho nó. Clip 238 anh em cô chú. Anh em nào muốn mua gì anh em đón xem clip 238 anh em. Anh em xem clip 238 anh em báo mình là mình sẽ biết cái đó là cái máy của xe đó liền anh em cô chú ơi. Vô cái bộ số như thường lệ liền anh em cô chú. Anh Hùng ở đâu vậy 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 chị? Ở thằng anh Hùng ở Kim Động Hưng Yên ạ. Hưng Yên hả? Cái số điện thoại là cứ nói nghe thôi, để em ra để em điện cho chị. Em đọc nhá, 0936 0936 rồi 589 589 ạ. 984 589 984 hả? Đúng rồi ạ. Rồi, rồi, cảm ơn chị, để cho lưu lại giùm em đi, mấy người để họ chuyển tiền ở đó rồi, để em. Rồi em lưu kho đấy nhá, nếu mà anh liên hệ được với khách anh báo hộ em là ra ngoài dư điền lấy hộ em nhá. Dạ dạ, dạ lưu kho lại dùm đấy. Vâng, em lưu kho đến ngày 15 nhá. Dạ dạ. Dạ vâng, chào anh ạ. Mấy anh em đắt đi làm chưa về, không có nghe máy. Bưu tá gọi không được, mấy anh em coi gọi nhỡ mà anh em ra bưu điện gần nhất anh em lấy giùm. Cái số 2 bị lỗi xíu anh em ơi, nhưng mà gần gần hạt lựu này không hú nha, số 2 thì ít chạy lắm. Anh em cứ yên tâm, lo do nhà lỗi nhà máy chứ không phải là lỗi phân quỷ. Anh em mua vậy đó chứ nó ít tiền, mà quan trọng là cặp số 4, cặp số 4 nó chạy gấp 10 lần, gấp trăm lần cặp số 2. Số 4 không lỗi miếng rồi.
bộ số này mà tái số 2 mà nó đỉnh đạt cái là bán tới tiền luôn. Rồi gỡ hạt lựu đã không? Anh em biết xài mua bộ này, vừa tiền thấp mà vừa chất lượng. Tái số 2 này nó phân quỷ theo cái, nó không phải nó phân quỷ mà nó lỗi kiểu nhà máy nó mần nhâm nhâm nhâm, chuyên môn là 2016 vậy đó anh em. Mấy bộ số sọc xéo ít có bị lắm, mấy bộ số hạt lựu ưa bị. Theo như mình đánh giá thì mấy cái bộ số hạt lựu không chất lượng bằng mấy cái bộ số sọc xéo rồi. Rồi một cốt. Để lấy cái bịch bỏ vô cái anh em ơi. Rồi, bỏ cái này vô luôn. Ôi cái này quá chất lượng hả anh em. Bộ này quá tài đẹp anh em, có số 2 nhâm nó cái kiểu nó lỗi nhà máy chứ không phải nhâm, nó vậy đó. Rồi cốt nhông nè. Rồi bộ này 650 anh em cô chú. Heo này thì anh em khỏi bàn, khỏi coi đi, không có gì tới. Phóng to nhất cho anh em coi rồi. Chứ quay mà giận giận xa xa thì anh em không có thấy nổi đâu. Cốt mà. Rồi 650 đầy đủ rồi anh em. Nó có luôn cái báo số nè. Báo số 2016. Ngày 30 tháng 5 2016. Đỉnh đạt. Anh em bỏ cái báo số từ cho anh em 50. 600. Rồi một cái tới cái nồi. Cái nồi là điểm nhấn anh em ơi. Mấy cái nồi tầm tiền thấp thấp này mà không hú anh em xài đã luôn. Dễ gì kiếm anh em mà, dễ gì nào mà test cầu toàn nha. Vụ này nhạy cảm mà tôi cầu toàn lắm. Test bài bản cho anh em cô chú. Anh em nào muốn tin tưởng, chưa tin tưởng, chưa có coi kênh, chưa quen á, anh em kết bạn Zalo muốn mua nồi này, tôi gửi cái đường link của cái clip mà 113 của kênh Phụ Tùng Xe Giá Rẻ Thí Hôn. Bởi vì tôi có hai kênh lận anh em. Kênh bên kia tôi thử, tôi gã ra ngoài tôi thử máy này nè, máy này nè, chính cái máy này, nồi này luôn, tại chỗ này luôn. Nhưng mà thời gian thì nó hơi trưa vậy, chút tôi test tôi thử, tôi gà thắng tôi vô từ số cho anh em coi, chạy thử hết rồi. Quên coi cái nồi này chưa có tán, chưa có chạm, lấy gì tán anh em, không có gì tên nha. Nó chưa chạm, quên báo anh em, nó quên nói vụ tán. Tán là nó mấy anh em người ta gáp mấy cái máy nó bèo bèo, nó dốt dốt, nó bèo kiểu bèo chứ không phải dốt. Nó chạm 2-3 lần bấy bá anh em mới bao, chưa tán, chưa đóng đâu. Còn cái lỗ đấu C1 mà chấn thương cái lóng tay không có nữa mà đâu có vụ mà tới lan y được anh em. Ngày 26 nữa. Mới chạm lần đầu tiên mình chạm luôn, lấy gì đâu tán, lấy gì đâu đóng. Dính nhớt mình không có rửa anh em, đúng bằng đẹp. Tao cho anh em dễ coi. Bố mướt ha. Tại cái nồi cái tay dính nhớt đen anh em, chứ bố nó vàng khè. Tính xịt dầu cho anh em coi mà xịt dầu nó hư đồ nè. Đã. Như cái này nè, nó đen đen cái lao dính nó bố, chứ bố vàng khè. Nè, dễ gì. Chưa có mẻ một tí nào hết anh em cô chú. Trời, chưa có gọn gì ta anh em ơi. Cỡ nửa cái lưỡi lam mà. Xe dạo này nó dẫn, xe này dẫn nhiều hơn chạy, đậu nó đậu nhiều hơn chạy nè. Có mòn gì tấn.
Nửa cái lưỡi lam gợn gợn xíu vậy. Rồi không hú anh em. Rồi giá rẻ nè. Giá nghe đứng giữa tường nghe nè. 1,5 triệu thôi. Hết combo luôn. Đó, nồi không hú mà đẹp cỡ này 1,5 triệu. Test sẵn rồi đó. Chứ không phải mà mua cái máy về gãi khơi khơi rồi bán anh em đâu. Luôn dần ép hết luôn vậy đó. Bộ ốc máy này làm như chưa ai dặn hết tơn nè anh em ơi. Anh em vô đó xem chốt bộ ốc máy nè. Để cột cái nắp này riêng bịch nữa nè. Để nó bay cái đát này uống. Bỏ chung với ốc ấy, bỏ vô bịch gối gối nó sàng sàng nó bay cái đát này nè. Khá à. Dốt dốt mà chứ không giữ anh em, không đấu C1 được nhưng mà không có tồi nha. Đây máy khá thì nó đâu có tồi được nè. Thấy không? Về ngâm dầu ấy bằng chải thao anh em sạc ra cái nhìn quýu giò ngỗng liền chứ gì đâu. Mà anh em mua cái bộ ốc máy tôi anh em đừng có ngán tiền. Anh em lời cái bộ tăng cam khủng lắm. Tại vì gã trong cái máy khủng ra không vì đồ nó khủng là chuyện tất yếu. Chuyện quá bình thường. Giờ em thấy không? Cái ốc sáo này mà nhiều khi anh em thấy không biếu không khổng khủng sao được. Lò xo ghiên chưa cắt. Nhẹ trên cam nó không có thẳng, nó không hú. Nó nguyên bộ về 200 ngàn. Thấy không? Khủng khiếp. Nổi cái ống sáo với cái tăng cam nó nhiều khi anh em mua được xứng đáng đồng tiền. Rồi cái lóc mỏng đi. Lóc mỏng 300 ngàn miếng anh em, quýu luôn nha. Đẹp khủng luôn nha, còn đen đen nhất, đen đen xấu xấu trong kia thì 250 có luôn. Đen đen cỡ về bán anh em 250 cũng được rồi anh em cô chú ơi. Không có quan trọng gì 300 đâu. Cho anh em coi cái bít tông cái trời đất ghê vậy nè. Khủng khiếp luôn nè. Có chạy gì đâu đen. Bugi ghiên theo xe còn luôn. Chữ xanh đâu rồi ta. Quay zoom bự quá không thấy nè. Anh em thấy cái sọc ngang đó không nè, dọn cái tông về chạy gì đâu chạy mà chạy anh em. KTL ghim đó tăng đa chứ không phải sấy mới đâu, anh em thấy nó mới tinh vậy anh em tưởng ông nội này mới sấy lòng bỏ bê tông vô không phải. Tại vì hồi đó người ta gáp ta cũng gáp bê tông mới anh em. Tại do thứ nhất là chạy kỹ, thứ hai là do tầm mền nhiều cho nên sọc ngang nó còn chứ nó còn tắn đi nhớt sạch. Có số người họ cứ hỏi tại ơi cái gì mới tinh tăng tư gì ớt tăng đa không anh mà. Chuyên môn vậy đó. Ớt tăng đa chứ. Tại hồi đó họ cũng gáp đồ mới vô thôi. Không có anh em họ nói hoài hàng ngày đâu anh em. Họ nói gì đâu mà sao bít tông bạc của ông nó tăng tư giống như ông lấy đồ mới ông bỏ vô rồi. Hay là họ mới sái họ đem họ bán không. Không phải ớt tăng đa ghiên. Mới sái chưa chạm, đầu lòng chưa chạm. Nè, cái nắp đó nè. Cho anh em coi màu mỡ nó vậy đó. Tại nó mới tinh vậy thì cái bê tông nó phải mới thôi. Rồi, phun đầu lòng dên nè. Để bỏ cái dên vô cái nữa báo giá cho anh em luôn. Quay là phải báo giá.
trực tiếp trên video chứ không có em ém. Giá để số điện thoại, anh em muốn biết giá thì điện thoại, cái đó thua. 10 người điện tới mua thì họ bán giá thí dụ 5-3 triệu. Có người điện, có 2-3 người điện bán 2 triệu rưỡi. Ngồi cắn móng tay cả tháng không ai điện bán 1 triệu rưỡi. Đó là giá coi như không có trung thực, thẳng luôn. Quay rồi phải nói giá trực tiếp trên video, ai mua trước nhờ, ai mua sau, đợi xe sau. Nó full dên đầu lòng này hết luôn. Giá nè, bù gông sen cam hết luôn bán cho anh em. Cũng 2 triệu 600 ngàn. Đó, anh em nào mà mua cái đầu lòng không á, bán cho anh em 2 triệu luôn. Anh em nào mua cái dên không bán anh em 600. Ừ, mà được tôi bán đầu lòng mà tôi có bán cái dên nha, để cho nó lẻ bạn tội nghiệp nó. Còn anh em nào mà mua bù gông cái sen cam này, tôi bán đầu lòng tôi cho cái bù gông. Ủa, cho sen cam nó bậy, còn bù gông bán riêng. Bù gông này để tôi bán được cái đầu lòng tôi tách riêng ra tôi bán anh em sao. Rồi video cũng khá dài rồi anh em ơi. Sườn lóc giấy nè anh em, sườn lóc giấy xe này 1,6 triệu luôn, có giấy cửa hàng luôn, số rõ ràng, mới tinh luôn. Sườn mới tinh như tông bịch, không có gì hết. Rồi sơn nhông dĩa thì có 250 một bộ, anh em nào ủng hộ tôi bao ship. Bạc đạn 15 ngàn cái, sẵn mua nhông sơn dĩa kèm theo vài cái đang bao ship luôn, khỏi tốn tiền ship. Còn anh em nào mua bạc đạn không thì phải trả tiền ship. Rồi. Cảm ơn anh em cô chú đã giới thiệu, ngày nay bán 4 năm đơn anh em ta giới thiệu, anh này anh chỉ anh kia. Hết sức cảm ơn anh em cô chú điều đó, mới có dịp mới hậu tạ anh em cô chú sau anh em cô chú ơi. Ngày nào cũng mang ơn anh em cô chú hết. Chào anh em, chào cô chú.